Tạ Thất Ngư bằng sức mạnh của một người đã biến chương trình hẹn hò thành chương trình điên cuồng. Tạ Thất Ngư, cô có còn là một nữ nhân không vậy? Không phục thì chiến. Là cô đâm tôi sao? Tốt một cái đại soái ca. Ngay cả giọng nói đều dễ nghe như vậy. Mình sắp bị mê hoặc rồi. Đúng, là tôi. Vậy thì đúng rồi, bồi thường tiền đi. Tạ Thất Ngư lập tức tắt nụ cười. Mợ nó, quả nhiên là ăn vạ. Nha, Thẩm tiên sinh, Trần Anh làm sao thế? Tâm cơ Bạch Liên Hoa Hứa Xương Nhung lấy khăn tay ra liền hướng Thẩm Mặc Hành tiếp cận tới. Làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Cái này nếu như không nhanh đi bệnh viện. Vậy coi như sẽ lành rồi. Lành rồi tôi còn ăn vạ người ta sao được? Tiểu tử anh nói rõ ra là ai? Xem ra hai người ở chung rất hòa hợp. Vậy tôi liền yên tâm rồi. Cô Trúc đừng yên tâm. Hai chúng tôi sau này nhất định phải làm lên. Cô muốn làm tôi, cũng được. Hãy đổ hết mấy thứ chất thải màu vàng trong đầu của anh ra đi. Mọi người đừng náo nữa. Bắt đầu trò chơi đi. Đạo diễn làm việc theo quy trình. 6 vị khách mời đều đến đông đủ rồi. Vậy thì bắt đầu. Chúng ta bắt đầu trò chơi phá băng đầu tiên của chương trình hẹn hò. Gãy cờ xí. Mỗi người dựng thẳng lên 5 lá cờ xí. Sau đó theo thứ tự lần lượt kể một trải nghiệm của bản thân. Chỉ cần người khác không có trải nghiệm tương tự thì nhất định phải bẻ một lá cờ. Khi 5 lá cờ xí bị bẻ hết liền mang ý nghĩa thua cuộc. Hai người thua cuộc đầu tiên. Cần phải chuẩn bị bữa ăn tối nay cho mọi người. Hào môn Phú Nhị Đại Khâu Thừa Diệp là người phát biểu đầu tiên. Tôi có 50 tòa nhà, mọi người có không? Hào vô nhân tính, tôi khóc rồi. Khâu tiên sinh, trò chơi phải chơi nghiêm túc. Cậu nhường thì không có ý nghĩa nữa. 50 tòa nhà mà thôi, ai không có? Thẩm Mặc Khanh ánh mắt đảo qua người khác bẻ cờ xí. 50 tòa nhà mọi người cũng không có sao. Vãi, giàu hơn ở chỗ này đây. Tài sản của Thẩm tiên sinh đến nay là một câu đố. Thẩm tiên sinh tôi có thể hiểu được. Tạ Thất Ngư này lại là thế nào? Lúc này mọi người cũng chú ý tới. 5 lá cờ xí của Tạ Thất Ngư đều dựng đứng. Xin lỗi, tôi chỉ là nhớ tới chuyện thú vị. Uống chút nước tiểu ngựa anh là tâm cao khí ngạo. Chế giễu cha anh là sinh tử khó liệu. Thật là xin lỗi. Xem ra các anh không quá sành chơi cái trò chơi này. Vậy để tôi dạy cho các anh một khóa. Tạ Thất Ngư vô cùng ung dung đứng dậy. Khâu Thừa Diệp chỉ nói anh ta có 50 tòa nhà. Không có nói rõ ràng là hiện thực hay là giả lập. Vậy thì ngầm thừa nhận rồi. Bất luận dưới bất kỳ tình huống nào chỉ cần có được 50 tòa nhà, đều là được tính. Nói cách khác, tôi sở hữu 50 tòa nhà trong trang viên mưu. Cũng được tính. Mợ nó, vậy cũng được à? Cô ấy nói xác thực không sai. Người tiếp theo là hào môn đại gia khoe tú Liễu Ốc Tinh. Tôi không quá sành chơi trò chơi này. Vậy tôi liền tùy tiện nói một cái đi. Tôi biết tin đồn của rất nhiều người. Cái này tính không? Cô tùy tiện nói một cái chứng minh một chút. Không thể trực tiếp. Tùy tiện nói một cái wombo đều phải nổ. Vậy cái này phải làm sao định nghĩa đây? Điều kiện không gãy cờ xí là cái gì đây? Như vậy đi, người không gãy cờ xí thì nhất định phải nói ra 3 tin đồn. Lại cần phải thỏa mãn 2 điều kiện. 1. Nhân vật chính của tin đồn là người tất cả mọi người đều biết. 2. Là tin đồn tất cả mọi người không biết. Nghe đến đó, những người khác yên lặng bẻ cờ xí. Người tất cả mọi người đều biết. Vậy cũng chỉ có thể là nhân vật công chúng. Tin đồn mà tất cả mọi người không biết. Vậy thì tương đương với hiện trường vạch trần. Ai dám nói ra chứ? 5 lá cờ xí của Tạ Thất Ngư vẫn như cũ cứng chắc. Cái này, vậy cô nói ra 3 tin đồn đi. Tôi có thể nói sao? Tạ Thất Ngư nhìn về phía Ngưu đạo diễn. Ngưu đạo diễn gật đầu. Đương nhiên có thể. Cứ việc nói. Vậy liền nói một cái của Ngưu đạo diễn. Ngưu đạo diễn tào bón. Thường xuyên đi không ra phân. Có một lần sắp bắt đầu bầm máy. Gấp đến độ trong nhà cầu cuống quất cái mông của mình. Ngư đạo diễn xông lên muốn bịt miệng Tạ Thất Ngư. Lại nói một cái của phó đạo diễn. Phó đạo diễn cũng gia nhập đội ngũ truy đuổi Tạ Thất Ngư. Mối tình đầu của phó đạo diễn là yêu qua mạng. Người yêu qua mạng là do Ngư đạo diễn đóng giả. Khi hai người gặp nhau ngoài đời thì đã đánh nhau. Về sau bị giam giữ. Trong phòng giam họ tiếp tục đánh nhau. Các khách mời ở hiện trường vì bảo trì hình tượng. Chỉ có thể hồi tưởng chuyện bi thương nhất trong đời này. Cố gắng không để cho mình bật cười, chứ Thẩm Mặc Khanh đã cười đến người ngã ngựa đổ. Cuối cùng nói một cái. Tạ Thất Ngư nhìn về phía nhóm khách mời ở hiện trường. Vậy nói của Khâu Thừa Diệp đi. Khâu Thừa Diệp bỗng nhiên đứng lên. Không đúng, mình và Tạ Thất Ngư không thân nhau. Tạ Thất Ngư có thể biết tin đồn gì của mình. Đừng thấy Khâu Thừa Diệp bề ngoài rất bình thường. Kỳ thật hắn bất. Xin cô đấy, đừng nói. Tạ Thất Ngư nuốt lại chữ lực còn lại vào trong. Tôi không thể thỏa mãn nguyện vọng của anh. Nhưng cha thì có thể thỏa mãn nguyện vọng của con trai. Cha, ơi,
Rất tốt, thế giới này rốt cục cũng điên rồi. Chúng ta đến nay cũng không biết câu nói tạ thất ngư chưa nói xong kia là cái gì. Thời điểm tiến hành đến Hứa Xương Nhung, họa phong rốt cục bình thường rồi. Tôi có người mình thích. Lại ngay ở hiện trường. Nhanh như vậy sao? Hôm nay quay lần đầu tiên, đều là lần đầu gặp gỡ. Cũng không thể là vừa thấy đã yêu được. Hứa Xương Nhung ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tiêu Cảnh Tích thì là mỉm cười nhìn cô. Cứu mạng, tôi sắp điên rồi. Tiêu Nhung CP là người nào cực phẩm nhân gian? Đạo diễn rất tinh quái. Đã chuyển sang cận cảnh của Tạ Thất Ngư. Tạ Thất Ngư thế mà đang che miệng nén cười. Dựa theo hướng đi của nguyên tắc, giai đoạn này Tiêu Cảnh Tích và Hứa Xương Nhung vẫn chưa nảy sinh tình cảm. Nhìn cảnh tượng mập mờ ở hiện trường của hai người họ, mình thật sự rất khó không cười. Bạn trai cũ cặn bã Tiêu Cảnh Tích của nguyên chủ sắc mặt rất là âm trầm. Cô cười cái gì? Cô ta thế mà không ghen. Tiêu Ảnh đầy bá khí hộ thể. Chiến rất hay, tôi thoải mái. Tạ Thất Ngư bẻ một lá cờ. Thật là xin lỗi, miệng tôi có chút Parkinson. Cô ta thế mà bẻ rồi, phía trước điều kiện khắt khe như vậy đều vượt qua được. Lần này thế mà bẻ rồi. Tạ lão sư, đề mục vòng này là, nếu như hiện trường có người cô thích, thì không cần phải bẻ cờ xí. Lưu Ốc Tinh Hữu Nghị nhắc nhở. Đúng vậy, cho nên tôi gãy rồi. Có vấn đề sao? Vòng này trừ Tiêu Cảnh Tích, mọi người đều bẻ cờ xí. Vừa vặn vòng tiếp theo đến phiên Tiêu Cảnh Tích. Tôi tới tham gia chương trình này là bởi vì một người. Hứa Xương Nhung lại ngượng ngùng cúi đầu. Ồ, hai người các anh ngọt ngào tôi cũng vui lây. Trò chơi đang hay lại bị hai người biến thành show tình cảm rồi. Nhưng mà tôi thích he he. Không ai chú ý tới. Tiêu Cảnh Tích lúc nói lời này, ánh mắt là nhìn chằm chằm vào Tạ Thất Ngư. Lần này Lưu Ốc Tinh Khâu Thừa Diệp đều bẻ cờ xí. Hứa Xương Nhung Thẩm Mặc Khanh Tạ Thất Ngư đều không có bẻ. Cô ta của nhiên vẫn là tới vì mình. Vậy hành vi trước đó liền có thể lý giải rồi. Lạt mềm buộc chặt mà thôi. Tạ Thất Ngư dựng cây cờ xí kia hướng xuống cong cong. Lại dựng thẳng lên, lại hướng xuống cong cong. Tôi vốn là đến đây vì một người. Nhưng người kia hiện tại không đến. Cái này tính không? Ai? Tại sao vận động viên Du Hồng Huyên cao 1m85 cơ bụng 8 múi trong nguyên tắc lại không tham gia chương trình này nhỉ? Cái này cũng có thể tính. Dù sao mệnh đề là tôi tới đây vì một người nào đó. Chỉ cần phù hợp điều kiện này là được. Mặc kệ người kia có tới hay không. Vậy thì được. Tiêu Cảnh Tích khóe miệng co giật một chút. Trò xiếc lạt mềm buộc chặt chơi nhiều là không thú vị đâu. Kế tiếp đến phiên Thẩm Mặc Khanh. Tôi từng ăn vạ. Con mơ anh. Người bị hại Tạ Thất Ngư tức giận. Người khác yên lặng bẻ cờ xí. Tôi rất thích phong cách này của Thẩm tiên sinh. Cảm giác ở trong chương trình này không ai có thể phù hợp với tần số của anh ấy. Không, tôi cảm thấy Tạ Thất Ngư có thể. Cả hai đều điên. Một vòng này đến Tạ Thất Ngư. Tôi tới nói đơn giản hai câu. Trong tay Tạ Thất Ngư có thêm một cái loa phóng thanh hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp. Ngư đạo diễn vô thức sờ eo mình một cái. Loa phóng thanh của mình đâu? Mọi người đều biết. Đoạn thời gian trước tôi trên đường bị anti fan đâm một đao. Lúc ấy Lưu manh tay cầm lưỡi dao đâm về phía tôi. Tôi không có sức chống cự. Tôi tự hỏi Tạ Thất Ngư sao lại lên chương trình hẹn hò. Đây là muốn bán thảm để Tiêu Ảnh Đế đồng cảm đi. Ai mà không biết, cô ta đối Tiêu Ảnh Đế yêu mà không được. Dưới tình thế cấp bách, tôi không thể làm gì khác hơn là lấy chiếc ô tự động trong tay ra đâm vào bên trong. Đừng mà! Cúc hoa của hắn, đồng thời mở ô ra. Hắn đã vào khoa tiêu hóa trước khi vào trụ sở cảnh sát. Đừng nói, hắn lúc ấy kêu rất là thảm. Kêu thảm như ngư đạo diễn bây giờ vậy. Một giây sau, phòng live stream bị cấm. 10 phút sau, phòng live stream lại khôi phục. Quan sát nhân số không giảm mà còn tăng. Độ hot cao không hạ. Kiến thức kỳ quái, mọi người đừng thống Tạ Thất Ngư. Cô ấy thật sự sẽ thống cúc hoa bạn. Đen không nổi. Thật sự đen không nổi. Bạn đen minh tình khác. Bọn họ sẽ từng người nhảy lầu. Bạn đen Tạ Tỷ, cô ấy sẽ chỉ đưa bạn vào khoa hậu môn. Chỉ có tôi cảm thấy rất thoải mái sao? Fan cực đoan thì nên trị như vậy. Được rồi, trò chơi phá băng kết thúc rồi. Khâu Thừa Diệp và Lưu Ốc Tinh bẻ cờ xí nhiều nhất. Do bọn họ phụ trách chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Những người khác có thể ở trong biệt thự tự do hoạt động. Có việc mau nói, có dám mau thả. Tạ lão sư, cô liền xuống đây một chuyến đi. Cô có nhiệm vụ. Lớn tiếng chút, nghe không được. Cô có nhiệm vụ bí mật. Người hoàn thành nhiệm vụ bí mật có thể ưu tiên lựa chọn gian phòng mà mình thích. Tạ lão sư, nhiệm vụ bí mật của cô chính là ở trước 9 giờ tối đốt cho 3 vị nam khách mời ăn bánh bích quy, nhưng không thể bị phát hiện cô đang làm nhiệm vụ. Tổ đạo diễn cố ý gây sự à? Tiêu Ảnh Đế chia tay Tạ Thất Ngư rồi, làm sao có thể ăn đồ cô ấy đúc? Khi Khâu Thừa Diệp và Liễu Ốc Tinh mua xong đồ ăn trở lại biệt thự, Tiểu Phi Côn tới đi. Khi còn bé ba đút cho mình ăn đồ ăn em bé, liền sẽ cưng chiều nói với mình một câu. Tiểu Phi Côn tới đi.
Khâu Thừa Diệp nhớ lại cảnh tượng khi còn bé. Kim Long không được há miệng ra. Tạ Thất Ngư thuận thế đem bánh bích quý nhét vào trong miệng hắn. Khâu Thừa Diệp say mê bắt đầu nhai nuốt. Khâu tiên sinh. Khâu Thừa Diệp không hiểu mở mắt ra, nhìn thấy Liễu Ốc Tinh vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta ngạc nhiên cái gì, ăn đồ cho em bé mà thôi. Khâu Thừa Diệp bỗng nhiên quay đầu, lại đối mặt với nụ cười hiền lành của Tạ Thất Ngư. Con trai ngoan, con ăn cái này trước. Lần sau cha lại cho con ăn. Mình thế mà ăn thứ mà Tạ Thất Ngư đút, mình phải đi bệnh viện rửa ruột. Lúc này Kính Chát đã bạo chát ngoài giòn trong mềm. Khâu ca, anh thật là con à? Anh thật sự coi Tạ Thất Ngư là cha à? Khoan hãy nói, vừa rồi hành động đút cho ăn kia. Mượt đến mức tôi cho rằng hai người họ thật sự là cha con. Bình thường chương trình điên tôi không xem. Nhưng chương trình điên thành như vậy tôi liền phải xem một chút rồi. Từ khóa Tạ Thất Ngư đổ vỏ xông lên hot search. Không ít dân mạng hóng hớt, tưởng rằng Tạ Thất Ngư bị phát hiện mang thai. Cuối cùng phát hiện, cô là thật làm cha rồi. Hey, mình đọc qua nguyên tắc đương nhiên là biết bí mật nhỏ của Khâu Thừa Diệp. Tiếp theo đây liền đi công lực Thẩm Mặc Khanh đi. Hắn có vẻ như dễ bị lừa hơn. Mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ để ngủ gian phòng xa hoa nhất. Tạ Thất Ngư trong thư phòng tìm tới Thẩm Mặc Khanh. Cô chuẩn bị làm một vồ lớn. Lầu một hậu hoa viên, Tiêu Cảnh Tích ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tạ Thất Ngư và Thẩm Mặc Khanh đang đơn độc ở trong thư phòng. Sương Sương, nhiệt độ bên ngoài có chút lạnh, hay là chúng ta tới thư phòng nghỉ ngơi đi. Khi Tiêu Cảnh Tích và Hứa Sương Nhung đi tới trong thư phòng, hai người tư thế mập mờ. Xem ra là tôi tới không khéo rồi, cần tôi tránh ra không? Thẩm Mặc Khanh nghiêng đầu về một bên. Ban đêm, được chứ? Được cái rắm. Bây giờ anh liền ăn cho tôi. Tạ Thất Ngư một cuống họng đánh vỡ bầu không khí mập mờ này. Cầm bánh bích quy hung hăng nhét tới bên trong miệng Thẩm Mặc Khanh. Tạ Thất Ngư cô đừng lên tiếng, xin cô. Nhắm mắt lại trong đầu thật sự đã có hình tượng rồi. Tạ Thất Ngư một cuống họng lại khiến tôi trở về hiện thực. Hừ, ăn cho tôi. Không muốn. Lời thoại này rất khó không khiến người ta hiểu sai. Tiêu Cảnh Tích từ đầu tới cuối bị phớt lờ, rốt cục không thể nhịn được nữa. Tôi, nói, có cần tôi tránh ra một chút không? Lúc này Tạ Thất Ngư cũng là bị Thẩm Mặc Khanh chọc tức. Được, không ăn đúng không? Không ăn cho chó ăn. Tạ Thất Ngư trở tay đem bánh bích quý nhét vào trong miệng Tiêu Cảnh Tích. Cho chó ăn thì cho chó ăn. Cô đút cho Tiêu Ảnh đấy làm gì? Thật là xin lỗi, quá đắm chìm, không chú ý tới anh. Anh có chuyện gì sao? Tôi chỉ là muốn nhắc nhở Thẩm tiên sinh một chút, trước khi tiếp xúc với Tạ Thất Ngư. Phải tìm hiểu cách làm người của cô ta trước. Anh ở nước ngoài lâu dài, khả năng không quá chú ý đến tin tức giải trí trong nước. Tiêu Ảnh Đế, tôi làm việc không cần anh tới nhắc nhở. Không có việc gì thì anh đi được rồi. Tiêu Cảnh Tích không dám đắc tội đỉnh cấp phú hào Thẩm Mặc Khanh, chỉ có thể cùng Hứa Sương Nhung không cam tâm rời đi. Ai, thật không ngờ Thẩm Mặc Khanh nhìn như dễ dàng giải quyết nhất, thế mà khó làm nhất. Cũng không biết là hắn có thù gì với bánh bích quy này. Mình đều bá vương ngạnh thượng cung rồi, hắn dù có thế nào cũng không chịu ăn một miếng. Xem ra phải tìm cách khác rồi. Tạ Thất Ngư đang muốn đi, lại bị Thẩm Mặc Khanh giữ chặt. Cô không đút tôi ăn nữa à? Anh có để cho tôi đút đâu. Tôi để cô đút. Anh để cái cây bồ chứ để. Anh. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Thẩm Mặc Khanh, Tạ Thất Ngư dừng một chút. Thật để. Thẩm Mặc Khanh gật đầu. Tạ Thất Ngư thăm dò đem một miếng bánh bích quy đút cho hắn. Thẩm Mặc Khanh ngoan ngoãn ăn. Hiện tại ngoan ngoãn ăn bánh bích quy rồi. Vậy vừa rồi hắn cứng đầu như trâu làm gì? Sau khi ăn xong bữa tối được làm bởi Khâu Thừa Diệp, đã đến thời điểm tính toán nhiệm vụ lúc 9 giờ. Xế chiều hôm nay, mỗi người đều được giao một nhiệm vụ bí mật. Rất may mắn chính là, tất cả mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ bí mật của mình. Hiện tại chúng ta sẽ căn cứ thời gian mỗi người hoàn thành nhiệm vụ. Tới quyết định trình tự lựa chọn gian phòng. Người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chính là Tạ Lão Sư, cho nên cô ấy được ưu tiên. À thì, tôi muốn hỏi một chút. Nếu như đoán ra nhiệm vụ của người khác, thì sẽ như thế nào? Người bị đoán ra nhiệm vụ sẽ coi là nhiệm vụ thất bại. Đồng thời, người đoán ra nhiệm vụ của người khác sẽ được cộng thêm một điểm trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy sao? Vậy tôi đoán một chút. Nhiệm vụ của Tạ Thất Ngư là đút cho 3 vị nam khách mời ăn bánh bích quy. Đúng không? Đoán đúng rồi. Vậy Tạ Lão Sư chính là làm nhiệm vụ thất bại, trở thành đứng nhất cuối bảng. Hứa Lão Sư thêm một điểm trở thành hạng nhất. Chờ một chút, Hứa Sương Nhung đoán xong rồi đúng không? Vậy tôi phải bắt đầu đoán đây. Tạ Lão Sư muốn đoán nhiệm vụ của ai đây? Đoán của cô trước. Được thôi. Nhiệm vụ của cô là cùng nam khách mời thâm tình đối mặt 30 giây. Hứa Sương Nhung cười không nổi nữa. Không phải, cô ta là thế nào đoán được? Hey, không cẩn thận trên lầu nhìn thấy rồi. Thư phòng lầu 2 thế nhưng là nơi ngắm cảnh tuyệt vời. Đoán đúng rồi, xếp hạng G-Sibon. Hứa Lão Sư đứng cuối bảng. Tạ Lão Sư thứ 2 từ dưới lên. Đừng vội, tôi còn muốn tiếp tục đoán.
Tạ Thất Ngư không hài lòng với thứ tự thứ hai từ dưới lên, trực tiếp đại sát Tứ Phương. Nhiệm vụ của Khâu Thừa Diệp: ở phòng bếp buộc tạp dề cho nữ khách mời. Nhiệm vụ của Liễu Ốc Tinh: lau mồ hôi 3 lần cho nam khách mời. Nhiệm vụ của Tiêu Cảnh Tích: cùng nữ khách mời tiến hành hẹn hò riêng tư 1 lần. Nhiệm vụ của Thẩm Mặc Khanh: nói 3 câu thổ vị tâm tình với nữ khách mời. Mợ nó, đúng, đúng hết. Chúc mừng Tạ lão sư nhận được quyền lợi ưu tiên lựa chọn gian phòng. Tôi cho rằng cô để lại một tay. Kết quả cô để lại bao trùng tử. Tôi hiểu rồi. Tạ Thất Ngư đã sớm đoán được nhiệm vụ của tất cả mọi người. Nếu không phải Hứa Sương Nhung đoán ra nhiệm vụ của cô ấy, dẫn đến cô ấy đứng cuối bảng, cô ấy đều không có ý định nói. Hứa Sương Nhung, cô nói cô chọc cô ấy làm gì? Giờ thì hay rồi, mọi người đều không vui rồi. Gian phòng biệt thự phân bố như sau. Lầu 3 2 gian phòng một người xa hoa. Lầu 2 2 gian phòng một người phổ thông. Lầu 1 2 gian phòng đôi phổ thông. Tôi chọn phòng một người xa hoa lầu 3. Theo lý thuyết phòng một người xa hoa là tốt nhất, nhưng bây giờ lại không ai dám chọn, bởi vì Tạ Thất Ngư ở ngay sát vách. Mọi người đều cảm thấy Tạ Thất Ngư gần đây có chút điên. Làm hàng xóm với cô tương đối khảo nghiệm tố chất tâm lý. Thế là Khâu Thừa Diệp chọn phòng một người lầu 2. Liễu Ốc Tinh và Hứa Sương Nhung cùng nhau vào ở lầu 1 phòng đôi. Tiêu Cảnh Tích một mình vào ở phòng đôi khác ở lầu 1. Tôi cũng lựa chọn phòng một người xa hoa lầu 3. Tạ lão sư, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Hàng xóm mới: Thẩm tiên sinh thích Tạ Thất Ngư. Tôi nhìn là biết ngay. Tôi tuyên bố, CP Tháo Cối Giết Lừa chính thức thành lập.